khác hơn mọi người lại làm. Dạ, kỷ niệm luôn ha. Kỷ niệm luôn. Dạ. Nói chung cả nước thì mình không biết là có nơi nào làm trưng bày một cái chiếc bự gì không. Dạ. Dài gì không? Thì bây giờ cứ Dưỡng Hai không dám nói. Dạ. Kiên Giang là Dưỡng Hai có biết tìm hiểu lại là cũng có chiếc này. Cặp này là làm lớn nhất ha. Lớn nhất. Dạ. Xin chào quý khán giả. Hôm nay là phần thứ 2 về cặp tàu mô hình đang đóng. Thì bây giờ Từ Siêu sẽ mời quý vị vô chi tiết để xem coi cách mà thợ mô hình của Kiên Giang làm như thế nào. Nói trực tiếp hơn, nói thẳng hơn, đây là thầu đóng tàu đã về hưu thì vẫn còn đam mê nha quý vị. Thì mời quý vị vô xem như thế nào nữa. Lúc trước là mình có quay lên vàng cong rồi, bây giờ hôm nay là vô be. Bây giờ mời quý vị vô chi tiết. Hiện giờ là đang vô be. Chào Dương Hai nha. Dạ. À, con. Chào chú Tư. Clip trước là mình quay thì nói chung là khán giả họ cũng thích cái mẫu này. Thì bây giờ con cũng muốn quay thêm phần 2. Hiện giờ là vô be nè. Hôm rày mình vô be này được mấy ngày rồi Dương Hai? Này vô hôm gần 10 ngày rồi. Dạ. Và Dương Hai thấy phần vô be này nó dễ hơn hay là vô be lớn không? Nó thì nhẹ nhàng, nó dễ hơn. Dạ. Nhưng lại là nó tỉ mỉ, nó làm cái chuyện này là phải kỹ thuật hơi khó hơn. Dạ. Còn cái be mà mình vô cái chiếc tàu lớn thì nó phải nặng nề hơn. Dạ. Này thì nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà tỉ mỉ lắm ạ. Dạ. Hồi xưa vô be lớn là 4-5 người khiêng tấm be ha, ghe lớn á. Còn đây thì nhẹ nhàng. Chú Tư, cái chiếc này là mình vô be mấy phân vậy chú Tư? Mấy ly á? Be 5 ly. Be 5 ly ha. Dạ. 3 cm. Dạ. Bữa trước là cái chiếc này mình sửa lại là phần tiếp luôn hả chú Tư? Tiếp luôn. Dạ. Toàn bộ chủ lái rồi luôn. Dạ. Vô be này cũng phải cần có hai người ha. Một người chỉnh, rồi người đứng đóng đinh. Hôm nay mình xài đinh đinh cúc ha, đinh mấy phần ta? Đinh 2 phân. 2 phần ha, 2 phần. Chú Tư có thể cho khán giả biết đó là chiếc ghe này kích thước của nó bao nhiêu không chú Tư? Kích lớn này chiều dài 2m4. Wow. Chiều ngang 65. Dạ. Tâm hạ 34. Nói chung là 2m4 chiều dài là hàng khủng nha quý vị. Ngang thì 65. Còn tâm hạ thì 34. Nè, cái này là gò má nó vuông nha. Gò má sợi vuông đó. Dương Hai thấy chiếc này sao Dương Hai? Gò má sợi vuông nè, giống tắc cậu nè. Và cái gì nó cũng gì, nó có cái phần tiến bộ. Dạ. Bây giờ là chiếc này là mình làm cái chiếc cái, cho nên là vừa qua rồi đổi thay tiếp đổi lô là hết, để cho nó có chiều dài hơn. Dạ. Vừa qua mình cũng tính cho nó ngắn, nhưng mà nó ngắn thì nó mất cái vẻ mỹ quan đẹp của nó. Dạ. Bây giờ phải làm lại là cái chiếc này chiều dài nó có, cho nên là nó phải là đẹp, nó theo cái mẫu bây giờ. Dạ. Nó có hiện đại hơn. Vậy là mình có lắp keo không? Nghe nói lắp keo hả? Không không. Không lắp keo ha. Cũng như là thảm chát vậy thôi, nhưng mà mình không có thảm chát, mình có cách làm cho nó cũng be ra be. Đó. Có cách làm rồi dầu mở rồi vô cho nó đẹp. Dạ. Không. Góc độ Từ Siêu đang quay đó là để camera ở trong ghe. Đó, mình nhìn là tựa như là đang ở trong chiếc ghe thật kia đó. Rồi mình nhìn mọi thứ xung quanh. Đó, dây cong nó đều vậy đó. Chiếc này là chưa có gắp dây ga nha. Dây ga là chưa có làm. Nhìn đi. Đẹp không? Mấy dây ga chú Tư?
6 giây nha. Y chang ghe thật luôn đúng không? Ăn tiền của quý vị mấy chục triệu chứ thực sự mà nói là không có dễ. Ngồi gáp tằng mằng tỉ mỉ gì đó. Nếu quý vị nào muốn đóng á, thì cứ gọi cho Từ Siêu. Từ Siêu sẽ cho số điện thoại chú Tư để nói chuyện ha. Đóng y chang vậy đó, trưng bày. Điều rang luôn. Ở đây kiểu vô be này là chú Tư thiết kế thì dùng hai cái cây trên dưới để cố định lại cái phần dây cong ha. Cho nó kích be. Dạ. Cái này mới ăn tiện à. Dạ. Yeah. Thì nói chung là ghe lớn thì nó dễ hơn. Còn cái phần ghe nhỏ này nó phải khéo léo, tỉ mỉ. Nè, vô là thấy không, khích nè. Nói chỗ phải hở thì nó quay mày. Nói chung thì thực tế nó là vậy đó, ghe thật nó cũng vậy thôi nha. Ghe thật thì cũng có sẻ sẩm bả chắc chai. Lúc trước giờ á, con chưa từng thấy chiếc ghe mô hình nào mà nó dài giống vậy á Dương Hai. Ừ, thì Dương Hai là đóng cái mẫu này là dường như là cái mẫu này là nó đối với ở kia ra là nó là Dương Hai nhất. Dạ. Dương Hai thấy là cũng không ai có đóng để trưng bày mà cái mẫu cỡ này đâu. Dạ. À, cho nên là Dương Hai nó làm một cái cặp ghe này là nó khác hơn mọi người lại làm. Dạ, kỷ niệm luôn ha. Kỷ niệm luôn. Dạ. Nói chung cả nước thì mình không biết là có nơi nào làm trưng bày một cái chiếc bự gì không. Dạ. Dài gì không. Thì Dương Hai không dám nói. Dạ. Kiên Giang là Dương Hai có biết tìm hiểu lại là chỉ có chiếc này. Cặp này là làm lớn nhất ha. Lớn nhất. Dạ. Nói chung là con thấy gì con mê lắm. Con gắng cố gắng con quay nhiều phần nghe chú Tư. Ok. Dạ. Chú Tư năm nay cũng về hưu rồi nhưng mà còn đam mê. Cho nên thì gắng cố gắng đóng để lại kỷ niệm cho đời. Vô đình. Từ từ chỉnh sao. Vô be này cái độ khó nhất là mình phải cân chỉnh đó. Vô be kiểu lình quỳnh đó, lấy dây cuột lấy bùa lon bắt xiết là chế bằng cảo bằng bùa lon gì. Dạ. À, cảo này là vô be rồi dây cũng quay ở đây vô be. Dạ. Cái nhìn nó nhỏ. Phần mũi lô này cao nhiêu vậy chú Tư? 75 ha. Còn cây tiếp của nó? Tiếp của nó là 1m9. 1m9 ha. Dài thì dài 2m4. Mà cây tiếp của nó là 1m9. Còn mũi lô này nó cao là 75. Cái đường kẻ không? Để nhét be vô nè. Đẹp lắm. Rất đẹp. Yếm nè. Rồi phần trụ đứng này nè chú Tư. Trụ đứng này là cây trụ giữa nè, bổ trâu giữa đó. Trâu. 3 cm vuông. 3 cm vuông. 3 phần vuông đó. Vậy là chiếc này mình làm nhiêu hầm ta? 10 hầm lớn. 10 hầm lớn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn hầm này là hầm mũi để ba cái dây nhợ rồi ba cái vật dụng cần thiết đó bọc. Mình đang liên tưởng đến ghe lớn. Chiếc này thật sự mà nói là lần đầu tiên mới thấy đóng mô hình mà nó dài tới 2m4.
Dây cong nó nhiêu chú Tư? Dây cong chiếc này nè. Một phân, hai phân, ba phân. Dạ. Còn nhiêu dây? 56 giây. 56 giây. Là 59 giây tổng cộng. Có sao nói vậy đó. Thí dụ như có người muốn học nghề chú Tư dạy không? Dạy luôn. Dạy luôn ha. Nếu mà ai muốn học nghề đóng này nè thì chú Tư sẽ dạy luôn nha. Dễ lắm, nó cũng không có khó gì đâu. Trước tiên là lên bản vẽ rồi mình làm từ từ vậy đó. Dương Hai có thể cho con biết là cái chiếc này á, theo ý của Dương Hai nha, cái phần gò má này nè ha, là Dương Hai thích hơn chiếc cái không, chiếc đực này nè? Theo Dương Hai thấy cũng đẹp theo Dương Hai, còn đối với khách hàng thì mình cũng chưa biết. Dạ. Nhưng mà là chiếc đực thì nó ra chiếc đực, cái gò má của chiếc đực, còn chiếc cái thì nó ra cái gò má của chiếc cái, thì cái chuyện này là cũng tùy theo khách hàng người ta nhìn thấy. Dạ. À. Thì bữa hổm chú Tư cũng có người muốn đặt ghe, nhưng mà con cũng không biết chú Tư chịu lãnh hay không nữa. Tại con nghe nói chú Tư đang lãnh cặp mới nữa, vòng vòng ở đây. Có thời gian lâu lâu thì lãnh làm được chứ tách cửa làm thêm cặp nữa rồi. Dạ. Thì ở đây là đóng theo kiểu truyền thống luôn đó, là y chang thật. Dương Hai có thể cho khán giả biết kích thước của chiếc này lại không Dương Hai? Nhắc lại. Chiều ngang của nó là 4m9. 49cm. Là y như ghe thiệt kia đó ha. Ừ. Dạ. Còn thấm hạ của nó là 29cm. Là tự như 2m9 đi. 2m9. Dạ. Còn mà chiều dài. 2m. Dạ. 20. 20 tức là 2m ha, là nó cũng tương đương ha với chiếc ghe thật của mình. Thì chỉ là trưng bày thôi ha, chứ không có đặt máy ha. Rồi. Cái dạ. Vụ máy là mình tính sao. Còn dạ. Bây giờ là trước mắt là cũng làm nền bỉ này kia, nó cũng đầy đủ vậy. Dạ. Nó nặng chứ Dương Hai, con cầm cũng thấy nặng. Nặng, bị nặng dữ lắm. Nó cũng máy nặng rồi. Dạ. Bè này chú Tư vô được mấy ngày chú Tư? Ngưng lại đây nè. 10 ngày. 10 ngày ha. 10 ngày. Ồ, mà cái độ khó nhất là khi lặt lại ha. Lặt lại nó hơi khó chút xíu, vô khó. Con mê cái mảng này lắm Dương Hai ơi. Gặp là con khoái quay lắm. Ngày mẹ hả? Ngày mẹ. Thôi vậy là cái chiếc này nếu mà cái tiền công á chú Tư. Chú Tư tính tiền công là khoảng bao nhiêu? Dài tới 2m4 nè. 20. 20 triệu tiền công. Cây vật tư là người ta mua anh. Dạ. Yeah. 20 triệu, 2m4. Thì theo mình nghĩ á, là cái độ khó ở đây á, là cái phần tỉ mỉ rồi công cán bản vẽ. Cái này có bản vẽ mới làm được nha, đúng không chú Tư? Bản vẽ chứ. Có bản vẽ mới làm được chứ bình thường á, theo mình nghĩ là làm để trưng bày chơi thôi, cái kiểu mà nhanh gọn lẹ thôi. Còn cái này theo kiểu bản vẽ. Quá đẹp. Vô từng lá be như ghe thiệt luôn, thấy không? Ở đây vít này là inox nè, rồi kết hợp với bù lon inox nhỏ, kết hợp với đinh luôn. Mẫu đề mới thì nó mở. Ai cũng cùng đam mê thì nhìn là ghiền lắm. Chú Tư có thể cho khán giả biết lại, nhắc lại là chiếc này dây cong nó bao nhiêu không chú Tư? 46 giây với 3 dây cong treo. Là tổng cộng 49. 49 giây. Ừ. 3 dây cong treo. Dây cong chuẩn là 46 đó. Chẽn nè, thấy không? Hai tấm luôn rồi. Ghe thật cũng vậy luôn. Đây. Cái nền sexy nè. Nó chơi
tốn ngày công nữa nha. Thấy hai khúc này thôi chứ tốn thời gian khá nhiều quá chú Tư. Này cỡ nửa ngày không? Hai khúc này. Một buổi ha. Cưa ra, đo cưa xong cái rồi đục đẽo bào. Đẹp. Tôi chơi đóng một chiếc ghe không phải chuyện đơn giản phải không Dương Hai? Ý là đóng ghe lớn mấy tháng trời, ghe nhỏ này cũng tốn thời gian bộn. Nếu mà có khách họ muốn mua chiếc này á, rồi Dương Hai có thể nhường cho người ta không? Hai chiếc này nè, có thể nhường không? Nếu khách hàng mà yêu thích thì nhường. Nhường luôn ha, tại mình gần đây mà. Ở đây rồi. Nhà gần đây. Nhà gần đây rồi thì nó dễ hơn. Dạ. Là mình ra cái gì, mình thích cái gì mình làm ra, mà nếu là khách hàng người ta thấy thích thì người ta ở xa thì nhường cho người ta được. Dạ. Chiếc này nhường lại nhiêu tiền? Điện hai tính đây. Chiếc bự này nè, dài 2m4 nè. Gỗ sao, nguyên con. Chiếc này mà nếu làm cẩu hết hoàn toàn hoàn thành hết đó, trưng bày đó, trưng dịch đó. Biên trưng dịch rồi là ông chỉ làm hình thức là cũng như là đi làm đi cào được đó. Dạ. Thì toàn bộ cái chiếc này cỡ 37 triệu mới vào được. 37 triệu ha. Dạ. Tại tiền công là hết 20 triệu rồi. Dạ. Tiền công 20 triệu là làm 2 tháng xong hả chú Tư? 2 tháng cũng đâm đuôi. 2 tháng cũng đâm đuôi đâu quý vị. 3 tháng là chắc cú đi chứ 2 tháng không nổi đâu. Dạ. 2 thợ chứ đâu. Dạ. Chiếc nhỏ này nè Dương Hai tính luôn coi. Chiếc bự thì 37 rồi. Chiếc nhỏ này mất là 10 triệu là 27. 27 ha. Dạ. Thì nói chung là dài 2 mét đó. Thì nếu mà có người cần thì mình sẽ giao luôn ha. Dạ. Mài lại. Bào. Con thấy chua lắm chú Tư ơi. Thật sự nói 20 triệu chua lắm. Chiếc bên đây á là cưa đầu công rồi, thì nói chung là hình thành dáng rồi đó. Chiếc này mình sẽ đi mấy mắng neo chú Tư? Hai ha. Dạ. Hai mắng neo y chang mẫu hồi xưa vậy đó. Tại vì hiện giờ á là có ghe thì xài một mắng neo à, còn bên kia thì để gỗ ghẻ. Mình thì đóng y chang giống vậy đó chú Tư, nó mẫu xưa là nó vậy, còn cái mới bây giờ là nó mở. Cảo mini. Cái cảo lớn là nặng lắm nha. Cảo lớn sách đấm đuối rồi. Sách đấm đuối luôn á.
Bây giờ người ta đóng ga mới thứ tư là 6,5 m, bề dài 29 m. Mẫu đề mới. Lúc trước con đi Bình Đại đó, là bây giờ mấy anh thậu Bình Đại á, là làm cái phần mà sau lái này nè, dài lắm. Còn cái đầu hoa tiễn á, đầu hoa tiễn á là mấy ảnh dài ra tới 1m8 luôn chú Tư, 1m8, 1m6 luôn, tùy theo chủ. Vậy là cái đầu hoa tiễn dài là nó bắt nước được nhiều ha, chân vịt bắt nước được nhiều. Ở dưới đó thì xài bánh lái treo không à, ở Bình Đại á. Tại vì ở dưới đó thường là đi cạn khó. Nếu mà xài lã ký thì theo Kiên Giang á, là đi cạn không nổi. Đồ nghề đơn giản thôi. Vô lá bè thấy đắm đuối quá chú Tư. Mệt chứ. Dạ, tốn thời gian ha. Dây dây lớn thì ta kéo ba lan, đồ còn cái này cái nhỏ, cái mô hình thì mình lấy dây mình quay. Dạ. Quay đó, cho nó thích lại. Cái này còn miếng ba quán nữa. Dạ. Cắt cái khoảng này trừ lại vô miếng ba quán. Dạ. Bè 5 ly này là nó mỏng rồi. Mỏng nữa hết được rồi đó. Mỏng như thôi ha. Mỏng như là. Dạ. Ăn 20 triệu thấy nó chua quá chú Tư. Chua chứ. Sao chua vậy? Đắm đuối vậy. Đắm đuối hả? Tỉ mỉ thời gian của nó lâu lắm. Dạ. Ghe lớn thì nó dễ hơn chút xíu ha. Ghe lớn thì cho nó thoải mái, nó mệt mà nó thoải mái, thấy cho nó dễ hơn cái ghe nhỏ. Dạ. 20 triệu này tính ghe chua. Bên trong thì để cho búa chịu. Ghe thiệt thì nó cũng phải hở giống vậy nha. Cái hí phú quý vào sang. Dạ. Ủa chú Tư, nếu mà mấy cái phần hở này nè, là sau này mình sẽ keo chống sắt rồi mình lấy mặt cưa mình chét lại cho nó bít hết trơn phải không? Chét mặt cưa. Dạ. Rồi mình mài lại chỉ sơn lên. Dạ. Là mấy cái này cũng vậy nè. Đó. Là mình cứ keo chống sắt chích vô rồi lấy mặt cưa làm bít lại. Luôn đụng nè. Lưng rụng lên đi dày ra cũng cỡ phần 2. 2 phân 2 cm ha. Ừ. Phú bị gáy thì 3 cm. Dạ. Nước bầu vậy ha. Nhìn cái lá be quán nè.
bò đều tới chiếc mũi luôn. Khi nào lên cabin á thì mình sẽ quay nữa nha. Dạ. Hôm nay thì vô be. Vô be này hai chiếc này chắc khoảng tuần lễ nữa không chú Tư? Tuần lễ nó xong không? Hai chiếc này. Hai chiếc 15 ngày nữa. Dạ. Rồi tốn thời gian lắm. Thấy chưa? Thật sự ăn tiền không dễ. Rồi, xin nhắc lại nha, chiếc này dài là 2m4. Còn chiếc này dài là 2m đó. Thì đi chung cặp với nhau. Rồi, quay đến đây thôi. Thôi chào khán giả đi chú Tư ơi. Ồ, xin chào khán giả. Dạ. Rồi. Chào quý vị nha. Chờ xem phần 3 nha.